Chào mọi người, chúc mọi người tuần mới tràn đầy năng lượng và gặt hái được nhiều thành công nhé. Lúc này thì chúng ta sẽ gặp lại một người bạn quen thuộc của kênh nữa các bạn. Người bạn của chúng ta có cái nick là Monsen. Xin chào bạn nhé. Với lời yêu cầu của bạn Monsen thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại Malice các bạn. Malice, và mình sẽ sử dụng cái outfit, đó chính là cái outfit đây là gấu trắng các bạn. Hình như là gấu trắng ở Bắc Cực. Mình sẽ sử dụng cái Winter Holiday outfit. Còn ván chuột thì hôm nay Malice sẽ sử dụng cái ván chuột, đó chính là cái ván Teleporter các bạn. Các bạn có cái tính năng giáp sideway. Và chúng ta sẽ cùng thưởng thức cái bài nhạc này mặc định ở các bạn update Underwater luôn nha các bạn. Còn bây giờ thì mình xin mời bạn Monsen và những người bạn quen thuộc của kênh, chúng ta cùng khám phá đại dương và nhạc xa biển. Và có lẽ đây là clip cuối cùng của cái bản cập nhật Underwater các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta cùng xuất phát thôi các bạn ơi. Thank you.
Oh, my God.